Xin chào tất cả các bạn. Đến với video clip hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách làm sao để chúng ta dọn dẹp những cái file ghép cũng như các file dữ liệu mà chúng ta không sử dụng trong cái ổ đĩa của Windows 10. Thì các bạn thấy không? Ba ổ đĩa mình có một ổ đĩa C nè. Nó báo là đỏ luôn, vạch đỏ luôn, tức là cái dung lượng chúng ta sử dụng gần hết rồi. Nó báo là còn khoảng 3,63 GB trống thôi, chúng ta có thể là lưu trữ được thêm là 3,63 GB nữa thôi, còn lại chúng ta đã sử dụng hết là 68, tức là cái tổng con này là 68,3 GB, chúng ta còn trống là 3,63 GB, tức là dung lượng chúng ta đã báo, ổ đĩa nó báo là đỏ là cảnh báo chúng ta là dung lượng chúng ta sắp hết để lưu trữ rồi. Thì để giải quyết được cái vấn đề là chúng ta xóa bớt một số file gác không còn sử dụng nữa. Thì để giải quyết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn các cách rất là hay mà ít có bạn nào biết. Thì đầu tiên á, mình sử dụng tính năng có sẵn trong Windows 10 các bạn. Đó là các bạn lít chuột phải vào cái ổ đĩa chúng ta cần dọn dẹp nè. Giả sử như tôi gỗ C giờ nó đầy gì? Nó chứa quá nhiều dữ liệu rồi, nó sắp đầy rồi. Rồi tôi lít vào, lít chuột phải vào các bạn. Rồi các bạn vào property. Rồi các bạn sử dụng cái tính năng đó là disk lane up, tức là chúng ta dọn dẹp gác trong cái ổ đĩa này. Tổng dung lượng của con này là 63,8 GB. Chúng ta còn chống được là 3,65, ở đây nó chi tiết hơn nè bạn. Rồi các bạn sau khi các bạn lít vào property của OC rồi đó, các bạn vào cái mục giả sử như ở đây nó đang ở tab nào đó chẳng hạn, thì các bạn vào tab general ha, general, sau đó các bạn chọn vào disk lane up, đây disk lane up, rồi các bạn lít vào đây rồi cái chức năng disk lane up nó sẽ thống kê ra những cái file dữ liệu mà có thể là chúng ta không sử dụng. Đây nè các bạn thấy không, tôi giả sử cái file nó chứa đây nè, cái download của chúng ta về nó là tới 4,95 GB. Các bạn check vào đây, các bạn ok là các bạn có thể xóa nó nghe bạn. Đây để mình cho một cái đây nè các bạn, trong sọt gác chứa tới là 1,98 GB chúng ta chưa xóa, rồi một download là 4,95, Windows Update Lane Up là tức là cái Windows Update của chúng ta sử dụng đã cập nhật rồi nhưng mà nó chưa xóa cái file update. Chúng ta xóa này trước nha bạn. Sau khi xóa các bạn xem cái dung lượng của mình nó sẽ trống ra cho bạn xem nha. Bây giờ tôi xóa cái file Windows Update này, tức là ta đã update rồi nhưng mà cái file này chưa được xóa nè. Rồi để tôi tiến hành xóa nha. Bạn muốn xóa nào bạn chết vào. Rồi ok. Rồi đây tôi xóa 3,89 GB. Rồi ok nè, hỏi là bạn muốn chắc delete cái file này không. Rồi chúng ta delete file, ta chọn delete file, ok rồi nó tiến hành nó xóa nè bạn. Linux driver nè, tiến hành đang xóa nè các bạn thấy không, khi mà hồi nãy các bạn xem dung lượng trống nó còn có là 3 GB mấy đó, bây giờ chúng ta tiến hành xóa thì nó đã nhảy trống lên là được 5,61 GB rồi nè. Rồi sau khi xóa xong này tôi sẽ tiến hành xóa thêm cái file khác để cho cái ổ đĩa chúng ta nó trống nhiều hơn, nó sẽ báo xanh lại. Thì ở Windows 10 nó có tính năng rất là hay đó các bạn, nó cảnh báo chúng ta biết là cái ổ đĩa chúng ta đã sử dụng bao nhiêu. Còn lại các Win như là Win 7 cũng như Win XP, đặc biệt Win XP cũ chúng ta không có tính năng này các bạn. Rồi do dung lượng nó khá là nhiều nên nó chạy khá lâu đó các bạn ơi.
Rồi chúng ta đợi thôi, ta đợi xóa xong rồi chúng ta tiếp tục xóa cái file khác. Các bạn có thể là check cùng một lúc rất là nhiều cái file mà chúng ta cần xóa ở trong Windows. Rồi chúng ta là ok để cho nó chạy. Hồi nãy tôi check chỉ có cái mục là cái Win update còn sót lại trong Windows chúng ta chưa xóa. Nó tới 3 GB mấy, do đó nó chạy cũng khá lâu các bạn. Ở đây tính năng nó có sử dụng sẵn trong Windows, do đó chúng ta khỏi phần sử dụng cái phần mềm thứ ba để chúng ta quét. Rồi bây giờ chúng ta đợi thôi các bạn, ta đợi cho nó chạy xong. À, sau khi các bạn tiến hành xóa rồi đó, ở đây tôi chỉ xóa cái file là Windows Update lên up thôi các bạn. Hồi nãy nó là 3 GB mấy đó, thì bây giờ cái ổ đĩa của chúng ta đã xanh lại nè các bạn thấy không? Đó, dung lượng nó được chống nhiều hơn, là chống được 8,91 nếu như chúng ta xóa các file mà có chứa rác nhiều, ở dung lượng nhiều thì ổ đĩa chúng ta còn chống nữa. Giả sử như đây nè các bạn. À, có một cái file nè, các bạn thấy không? Đang một download nè. Nếu chúng ta xóa một download đầy gần 5 GB nữa thì ổ đĩa còn chống rất là nhiều. Đó, tùy theo cái dung lượng cái file mà các bạn xóa nó nhiều ít thì cái máy chúng ta chạy nhanh hoặc chậm nha. Có thể nếu các bạn xóa khoảng 5 GB hoặc 10 GB thì tùy theo cái cấu hình máy của bạn có thể chạy cả buổi. Đó. Thì ở đây tôi sẽ xóa thêm cái mục là thumbnail nè. 186 nè các bạn, với cái mục Windows này đi các bạn. Rồi tôi xóa tổng là 250 240 MB. Ok, delete, tiến hành delete luôn. Đó, quét thật nhanh luôn. Đó, thì cái đó sau khi bạn xóa thì dung lượng bạn sẽ trống rất là nhiều. Mặt đặc biệt á, là cái tính năng này nó có sẵn trong Windows, chúng ta không cần phải sử dụng cái phần mềm thứ ba để chúng ta dọn dẹp rác các bạn. Rồi đây là cách thứ nhất mà hiệu quả nhất các bạn, đây là cách thứ nhất hiệu quả. À, chúng ta xóa dữ liệu. Cách thứ hai các bạn có thể làm giảm dung lượng nữa, tăng khả năng chạy nhanh chạy mượt mà của Windows. Đó là cách thứ hai, các bạn cũng vào lít chuột phải vào cái ổ đĩa của bạn nha các bạn. Bạn vào chữ property. Property trên cái menu này thì các bạn chọn vào mục tool. Tool nữa các bạn. À, các bạn chọn vào optimize and deformation. Right, tức là chúng ta gom mảnh cái ổ đĩa nó bị phân mảnh ra. Tức là bây giờ các bạn tưởng tượng như là đồ đạc của bạn, các bạn về phòng bằng rải ra tứ tung hết trơn, lung tung hết. Thành ra cái khi mà cái Windows chúng ta chạy á, nó chạy rất là chậm. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành là gom gom mảnh, tức là sao? Chúng ta sắp xếp lại cho nó ngăn nắp, ta sắp xếp lại cho đúng vị trí, tránh những dữ liệu trùng. Đó, làm cho cái Windows chúng ta chạy mượt mà hơn. Rồi để làm được thao tác này các bạn vào Tool, rồi sau các bạn vào Optimize. Optimize. Rồi. Rồi các bạn tiến hành là gom mảnh thôi, các bạn gom những cái dùng phân mảnh lại các bạn. Vào một người nữa các bạn, Anneli nè. Rồi bạn vào đây tiến hành tương tự. Chúng ta gom mảnh lại, sau khi gom thành công là cái ổ đĩa chúng ta giảm dung lượng nữa, tốc độ của máy sẽ chạy nhanh hơn. Đây là cách thứ hai. Còn cách thứ ba đó các bạn cách thứ ba là các bạn vào gỡ bỏ những cái ứng dụng phần mềm chúng ta không sử dụng. Rồi cái thứ ba là các bạn tiến hành vào control panel, nếu như ở ngoài màn hình các bạn có control panel, nếu không có thì các bạn lấy ra nha bạn. Các bạn vào chữ RAM and Shooter, hoặc là các bạn không biết không có control panel ở ngoài thì các bạn click vào đây nè các bạn. Các bạn vào đây, các bạn vào on setting, là một on setting nha, on setting. Rồi các bạn vào mục là
Austin. Austin sau đó các bạn tiến hành vào Apple nè các bạn. Up. Rồi các bạn vào RM and Shooter. Rồi. Đó. Đó là cách thứ hai các bạn để vào. Nếu như có sẵn ở ngoài màn hình rồi, chúng ta vào Control Panel nè. Ở bạn vào Pro Game and Shooter sẽ nhanh hơn. Rồi. Tại đây các bạn sẽ xóa những cái phần mềm mà chúng ta không sử dụng để làm giảm cái dung lượng cho OC để giúp máy chúng ta chạy nhanh hơn. Giả sử ở đây là tôi có tới hai cái này dư thừa nè các bạn, cái thằng Knockback và Turbo C tôi không sử dụng nè. Rồi tôi tiến hành gỡ bỏ, tôi lấy chuột phải tôi uninstall, hoặc bạn cứ tấp vào luôn, cứ tấp vào bạn. Rồi nó hỏi nè, các bạn có muốn gỡ bỏ cái phần mềm nào không? Ứng dụng là Turbo C nè bạn. Rồi tôi dẹp, rồi tôi tiến hành gỡ. Tiến hành gỡ nữa bạn. Rồi do đó cái phải ứng dụng này nó dung lượng nó ngắn, ít dung lượng ít, do đó là tôi gỡ nhanh. Rồi ngoài ra các bạn có thể coi một số cái ứng dụng phần mềm mà cái dung lượng nhiều mà không sử dụng á, bạn xóa thì nó sẽ giảm tải cho cái dung lượng cẩu C chúng ta rất là nhiều, giúp cho máy chúng ta chạy nhanh. Một phần lớn là máy chạy chậm do là cái máy chúng ta chứa dữ liệu quá nhiều, đặc biệt là ổ C. Đã các bạn thấy không, bây giờ cái dung lượng OC chúng ta đã được tăng lên là 9,14 GB, trong khi hồi nãy các bạn thấy là chỉ có trống, còn trống là 3 phẩy mấy GB thôi. Trong khi đó tôi chưa xóa cái ở trong cái mục là disk lên ốp các bạn, tôi chưa xóa cái mục mà download là 4 mấy GB nữa. Nếu mà tôi xóa hết đó thì gỗ chúng ta trống rất là nhiều nữa. Đây còn một rất là nhiều mục tôi chưa xóa, tại vì để tránh mất thời gian của các bạn á, cho nên tôi không xóa nữa. Đây như giả sử cái mục là device packet nè, là tới 1,9 GB đây, 1,95 GB, một download từ 4,95 đó, mấy cái mục là rất là nặng đó. Chúng ta chép vào chúng ta ok là tiến hành xóa gỡ bỏ. Thì cái vừa rồi mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cách dọn dẹp cái ổ đĩa cũng như là xóa những cái ứng dụng không cần thiết trên Windows, đặc biệt là chúng ta giải phóng được cái ổ đĩa, cho cái dung lượng ổ đĩa chúng ta được nhiều hơn, chúng ta lưu trữ thì nhiều hơn, đặc biệt ổ C các bạn. Ổ C mà chứa nhiều quá thì máy ta cũng chạy chậm nữa. Chúng ta cái cách thứ hai nãy tôi chỉ các bạn là tiến hành phân mảnh á, tiến hành gom mảnh á, thì chúng ta gom lại thì cái ổ C nó sẽ giảm dung lượng nữa, sẽ tăng được cái dung lượng trống lên, giảm được cái dung lượng chứa, giảm cái dung lượng mà pha gác á, chứa pha gác các bạn. Vừa rồi á thì các bạn thấy là cái ổ đĩa chúng ta đỏ chót nữa, phải không? Thấy không? Đỏ. Rồi giờ chúng ta dọn dẹp, tôi chỉ dọn một phần nhỏ thôi, thì cái ổ của tôi đã trống xanh trở lại nè, trống rất là nhiều nè. Rồi. Thì với cái video hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho bạn cách dọn dẹp cái gác ở cái ổ đĩa, làm sao để cho máy chúng ta nó chạy được nhanh hơn, mượt hơn, tăng cái dung lượng bộ nhớ để chúng ta lưu trữ được nhiều hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video hướng dẫn của mình. Các bạn nếu yêu thích hướng dẫn của mình, các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.